Đối mặt với lời khen ngợi và khiển trách, một trong những bài học tất yếu của cuộc sống là cách ứng xử trước sự bất đồng của người khác. Những lời khen ngợi hay sự chê trách đều giống nhau ở chỗ nhắc nhở bạn về một sự thật rằng bạn không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Bạn hãy để ý xem, cho dù trong một cuộc bầu cử mà ứng cử viên giành chiến thắng với kết quả 55% số phiếu bầu, thì vẫn còn có đến 45% cử tri mong muốn người chiến thắng là người khác. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được sự tán đồng từ gia đình, bạn bè, đồng sự hay mọi người xung quanh. Bởi vì mỗi người đều có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá cuộc sống cũng như con người. Và tiêu chuẩn của người này thì không phải lúc nào cũng tương đồng với người kia. Tuy vậy, hầu hết chúng ta đều không chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Chúng ta nổi giận, cảm thấy bị tổn thương hay nản lòng khi bị người khác bác bỏ quan điểm, bị từ chối, không được tán thành theo cách này, cách khác. Chính sự không chấp nhận sự thật này làm cho chúng ta rơi vào bối rối, thậm chí có lúc lên án đấu tranh gay gắt trước những bất đồng, khi bạn tiếp nhận những lời phản bác, chê trách như một điều bình thường trong cuộc sống. Chắc chắn bạn sẽ xây dựng được quan điểm sống tích cực hơn trên đường đời. Thay vì cảm thấy bị chối bỏ bởi những lời phê phán đó, hãy nghĩ rằng mình vẫn còn được quan tâm, và nhờ những lời đó mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn. Và mỗi khi bạn nhận được lời khen, hãy tiếp nhận nó bằng thái độ ngạc nhiên, pha lẫn hài lòng hay cảm kích. Trong cuộc sống, tôi nhận được lời khen, tiếng chê đủ cả. Có người thích những bài phát biểu của tôi, có người không. Có cuộc điện thoại mang đến tin tốt, nhưng cũng có khi đó là một thông báo rắc rối cần phải giải quyết. Ngay cả các con của tôi cũng thế, có đứa thích nghề của bố, có đứa không hề quan tâm. Có người nói tôi là một người dễ mến, người khác lại nói tôi ích kỷ, vân vân. Sự song hành có qua có lại, lúc có lúc không, khen ngợi và chê trách là một phần của cuộc sống chúng ta. Tất nhiên ai cũng thích được khen ngợi hơn chê trách, nhưng càng biết hài lòng với cuộc sống, chúng ta càng ít bị chi phối bởi những lời khen chê, và cuộc sống vì thế mà sẽ tốt đẹp hơn. Bạn hãy nhớ rằng, tháp Pisa chỉ nổi tiếng sau khi nó bị nghiêng. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.